Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày 15 tháng 11 năm 2018. Chúng tôi Đỗ Đức Hiền đang chuyển bộ ghế Moon Angola từ tầng 3 khu B xuống để chỉnh trang và chuyển đi Khánh Hòa theo yêu cầu của bác trước là Việt Kiều từ bên Úc. Đi xuống khó. Đang trong quá trình vận chuyển và trong vận thăng. Mọi người có thể chú ý vân vân của bộ ghế rất đặc biệt. Chúng tôi đang quay ở tầng 3 của khu B, đúng không ạ? Bộ ghế này sau khi được chuyển vào Khánh Hòa thì sẽ tới tay của người nhận là bác Trương Quang Thành. Trước đây chúng tôi cũng đã từng chuyển một bộ như thế này về Sóc Trăng. Nếu mọi người có nhu cầu về một bộ ghế tương tự như thế này thì có thể nhắc là bộ ghế của bác Việt Kiều Úc. Đồ liền rất là nạnh để phục vụ. Ta soi kỹ một chút rồi phần vân. Xin nhắc lại đây là bộ ghế gỗ Moon Angola. Nếu quý vị có nhu cầu thì có thể liên hệ với số điện thoại 0984 666 999 và Zalo 0967 666 111 để liên lạc với kỹ sư Đức. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong những clip sau.